Minh Lâm cùng với Ngự Bình kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Còn bây giờ mời quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong 20 phút của chương trình với những thông tin đáng chú ý trong toàn cảnh ngày mới sáng nay. Kính thưa quý vị, năm học mới 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tổ chức khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của nhà trường, đồng thời có giải pháp kịp thời khắc phục tình trạng cơ cấu đội ngũ giáo viên còn bất cập. Trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc thời gian học sinh tụ trường và khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 được thống nhất trên cả nước là vào sáng ngày 5 tháng 9 năm 2024. Đối với lễ khai giảng được thực hiện ngắn gọn nhưng phải trang nghiêm về nghi thức, các hoạt động vui chơi được thực hiện tuyệt đối an toàn, tạo không khí vui tươi. Các cơ sở giáo dục cần ổn định duy trì nề nếp học tập ngay sau lễ khai giảng, chú trọng xây dựng văn hóa học đường, đảm bảo an ninh an toàn trường học ngay từ những ngày đầu năm học. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Theo dự thảo, mức thu lệ phí như sau: cấp đổi từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân sang thẻ căn cước là 30.000 đồng một chiếc. Cấp đổi thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 24 luật căn cước, 50.000 đồng một thẻ. Cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, điều 24, luật căn cước, 70.000 đồng một thẻ. Từ những vết đen bất thường xuất hiện trên da, nhiều người chủ quan không đi khám. Chỉ khi tổn thương lan rộng, thậm chí xuất hiện các vết loét mới đi khám thì phát hiện mắc ung thư tế bào hắc tố. Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận nhiều ca như vậy. Từ một vết nhỏ dưới chân, nhưng bệnh nhân này chỉ nghĩ đó là dấu hiệu bình thường của một vết chàm. Khi các nốt to dần như hạt gạo và trong một lần vô tình đi khám, ông mới biết mình mắc ung thư tế bào hắc tố, là một loại ung thư da. Thực ra là lần đầu tiên nghe thấy là như thế, còn mới chỉ xác nhận như là cái vết chàm bình thường thôi. Còn mọi việc vẫn bình thường, vẫn chơi thể thao, vẫn làm mọi việc. Tôi thấy đó vẫn cứ bình thường thôi, nhưng khi đến mới thấy là cái bệnh nó xét thấy nó cũng khá là nguy hiểm. Nghĩ là vết đồi mồi trên da, chỉ đến khi vết đốm bắt đầu lan rộng tới 2/3 bàn chân và đau rát, người đàn ông này mới đến bệnh viện thăm khám. Đến giờ, ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi được kết luận là mắc ung thư hắc tố da ác tính. Thì tôi cứ nghĩ đây là câu chuyện bình thường. Thế và đồng thời là tôi cũng dư cho một số người xem, họ nói là có vấn đề gì mà phải đi khám đâu không? Bây giờ tôi suy nghĩ rằng như thế này là đây là một điều rất chủ quan. Đó cũng là tâm lý của hầu hết bệnh nhân khi có những vết lạ xuất hiện trên da. Nếu như trước đây căn bệnh ung thư tế bào hắc tố thường rất hiếm gặp, thì 2 năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân mắc căn bệnh này được phát hiện tại Bệnh viện Da liễu Trung ương tăng khá nhanh. Và ung thư tế bào hắc tố hay là ung thư da nói chung thì gặp nhiều ở những cái đối tượng mà có cái nguy cơ mà tăng cái ung thư, ví dụ như là phơi nhiễm nhiều với ánh nắng mặt trời, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Và trong cái thời gian gần đây thì cái sự trẻ hóa với cái nhóm bệnh về ung thư nói chung và ung thư tế bào hắc tố thì càng ngày càng trẻ hóa. Mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ thấp, nhưng ung thư tế bào hắc tố lại là nguyên nhân gây ra hầu hết các trường hợp tử vong liên quan đến ung thư da do tính xâm lấn và khả năng di căn nhanh của nó. Tế bào ung thư có thể di căn đến mọi vị trí trên cơ thể, hay gặp nhất là ở não, phổi, gan. Tuy bệnh có tỷ lệ di căn cao, nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị theo đúng phác đồ thì cho kết quả tốt, tỷ lệ sống 5 năm rất cao. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện bất thường trên da hoặc các tổn thương màu đen không đồng nhất về màu sắc, đặc biệt tại vị trí bàn, gón, tay chân, thì nên đi thăm khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Trong kỳ họp thứ 46 vừa qua, UNESCO đã thông qua đề xuất của Việt Nam về định hướng tầm nhìn nghiên cứu bảo tồn và phát triển di sản thế giới, khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Đây là minh chứng khẳng định hướng đi đúng đắn của Hà Nội nói riêng, của Việt Nam nói chung,
trong bảo tồn, phát huy giá trị khu di sản quý báu này. Sự đồng thuận của UNESCO mở ra một giai đoạn mới trong phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long, với điểm nhấn là hạ giải một số hạng mục công trình để tiến tới phục dựng không gian Điện Kính Thiên. Hiếm có di sản nào mà những giá trị còn ẩn giấu thậm chí còn lớn hơn cả những giá trị đã biết như Hoàng thành Thăng Long. Bởi thế, nhiệm vụ vừa nghiên cứu, vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị của khu di sản văn hóa thế giới này là hết sức đặc biệt. Sau 2 năm đệ trình, các chuyên gia quốc tế đánh giá cao bộ hồ sơ bảo tồn di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Cái việc này là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa rất lớn. Và sắp tới thì Hoàng thành Thăng Long sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân giới thì sẽ tập trung để triển khai các cái công việc để toàn bộ cái hồ sơ khoa học này nó sẽ thành hiện thực ở trên tại Hoàng thành Thăng Long để cho du khách đến đây càng ngày càng hiểu hơn các cái công lao to lớn của các cái bậc tiên đế cũng như hiểu về lịch sử văn hóa Việt Nam suốt chiều dài hơn 1.000 năm lịch sử. Hành trình nghiên cứu về Điện Kính Thiên là hành trình đi từ không đến có, từ chỗ chỉ có mỗi nền của Điện Kính Thiên, rồi Điện Long Thiên thay thế Điện Kính Thiên dưới thời Nguyễn. Đến nay, các nhà khoa học đã đi được 60-70% tiến trình phục dựng Điện Kính Thiên. UNESCO đánh giá cao nỗ lực của ban quản lý các khu di sản, trong đó có di sản Hoàng thành Thăng Long và chính quyền thành phố Hà Nội cũng như Việt Nam, trong việc gắn kết di sản vật thể với di sản phi vật thể cũng như phát huy giá trị di sản đến với đời sống đương đại. Với những giá trị nổi bật toàn cầu được bồi đắp suốt hơn 10 thế kỷ, khu di sản Hoàng thành Thăng Long là địa chỉ văn hóa đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản tại thủ đô Hà Nội. Kể từ khi mở cửa đón khách tham quan và được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới đến nay, khu di sản Hoàng thành Thăng Long ngày càng hấp dẫn hơn với các sự kiện, hoạt động văn hóa quy mô, đa dạng và hấp dẫn. Theo thống kê của MiBrand, Việt Nam hiện có hơn 500.000 quán cà phê, từ những cửa hiệu nhỏ lẻ tại các ngõ phố đến các chuỗi cà phê hiện đại với doanh thu 1,46 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh những quán cà phê truyền thống mang phong cách đường phố, thị trường cũng chứng kiến sự xuất hiện của ngày càng nhiều quán cà phê có thương hiệu độc lập với thiết kế ấn tượng và đồ uống chất lượng. Những chuỗi cà phê lớn như Highlands Coffee, The Coffee House và Starbucks, nhiều chuỗi thương hiệu nhỏ cũng đang nhanh chóng mở rộng quy mô và chiếm lĩnh các khu vực then chốt. Chuyên trang ẩm thực Stay Atlas mới đây công bố danh sách 86 món ăn có nấm ngon nhất thế giới. Món thịt đông của Việt Nam xếp thứ 44 và canh bóng xếp thứ 60 trong danh sách. Stay Atlas giới thiệu thịt đông là món ăn truyền thống Việt Nam đặc biệt xuất hiện nhiều trong bữa ăn ngày lễ Tết của người miền Bắc. Món này thường ăn kèm với hành muối và cơm trắng, còn canh bóng nằm trong thực đơn của bữa cơm, mâm cúng ngày Tết của người Hà Nội. Món canh bóng có nguyên liệu chính là bóng bì. Chuyên trang Stay Atlas được mệnh danh là bản đồ ẩm thực thế giới, nơi được người đọc có thể tìm kiếm đánh giá về gần 24.000 nhà hàng quán ăn, hơn 11.000 món ăn truyền thống và hơn 6.300 nguyên liệu địa phương. Thủ đô mới Nusantara tại Đông Kalimantan của Indonesia đang trong quá trình xây dựng hướng tới một thành phố xanh, hiện đại và tiện ích. Dù phải vài năm nữa mới có thể chính thức vận hành như thủ đô một quốc gia, song Nusantara được đánh giá là cơ hội để Indonesia thiết lập các tiêu chuẩn mới cho hình mẫu đô thị tương lai. Cơ quan quản lý thủ đô Nusantara cho biết, cùng với các công trình chính trị, văn hóa, xã hội, thủ đô mới cũng đã bố trí các khu đất dành cho đại sứ quán các nước. Bên cạnh đó, Nusantara cũng sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức chính trị, tôn giáo, xã hội, kinh tế và các tổ chức khác mong muốn chuyển đến thủ đô mới. Hiện các công trình tại Nusantara đang dần hoàn thiện và thành phố này được đánh giá là có tiềm năng trở thành thành phố vườn rừng tích hợp đầu tiên trên thế giới. Mặc dù các thành phố như Singapore hay Amsterdam đã kết hợp các không gian xanh vào đô thị, nhưng chưa có thành phố nào tích hợp toàn bộ một khu rừng nguyên sinh như Nusantara. Tình trạng khan hiếm một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu nhất là gạo đang xảy ra tại Nhật Bản. Ngay tại thủ đô Tokyo, nhiều cửa hàng và siêu thị cũng đã cạn sạch mặt hàng này. Ghi nhận tại một số siêu thị lớn và một số cửa hàng chuyên bán gạo ở thủ đô Tokyo, chiều 15 tháng 8, có thể thấy hầu hết các kệ hàng bán gạo và mì ăn liền đều trống trơn. Thậm chí các siêu thị còn phải khuyến cáo
mỗi khách hàng chỉ nên mua một túi gạo. Trên các trang mua sắm trực tuyến như Amazon, Rakuten hay các kênh bán hàng online khác, sản phẩm gạo và đồ đóng hộp, mì gói cũng đang trong tình trạng cháy hàng và thời gian giao hàng sớm nhất chỉ được xác định là cuối tháng 9. Trong khi những mặt hàng khác vẫn còn hàng hoặc được bổ sung nhanh chóng thì các siêu thị tại Nhật Bản vẫn chưa thể xác định được thời điểm khôi phục nguồn cung gạo. Thưa quý vị và các bạn, Tây Ninh không chỉ là vùng đất tâm linh với những dấu ấn tín ngưỡng mang màu sắc đặc trưng như núi Bà Đen, tòa thánh Tây Ninh, mà còn sở hữu làng nghề làm nhang nổi tiếng. Trải qua những thăng trầm trong quá trình phát triển, nghề làm nhang nơi đây được duy trì bằng ngọn lửa của đam mê, của lòng tôn trọng tín ngưỡng và bằng cả đôi bàn tay khéo léo của những người làm nghề. Không ai còn nhớ rõ nghề làm nhang tại Tây Ninh bắt đầu từ khi nào, nhưng đến nay có những con người gần như dành cả cuộc đời gắn bó với nghề này. Trong đó, bà Trần Kim Yến, ngụ tại khu phố Long Tân, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, đã có gần 40 năm theo nghề. Cái nghề này hồi xưa mình đi làm mướn. Làm mướn cho mấy những người già lớn tuổi á, thì cái về cái mình mới có gia đình, cái mình mới mua bột về mình làm, cái mình đi bán từ từ cái nảy nở ra. Mình thường thì giờ như cô chú chạy ngày thì 50-60 kg, Tết là chạy 100-200 tùy theo mình mướn nữa. Từ tháng 10 trở lên là mà nhiều lắm. Cô chú chú phải thức đêm vậy mà ăn cho đủ sản lượng giao cho người ta. Thì để duy trì ngành nghề làm nhang truyền thống này thì địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng chủ động tạo các nguồn vốn để bà con làm nhang được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư vào các máy móc để phát triển cái ngành nghề. Trải qua quá trình dài hình thành và phát triển, nghề làm nhang ở Tây Ninh vẫn tồn tại một cách bền vững và trở thành một trong những làng nghề làm nhang nổi tiếng nhất ở Nam Bộ. Năm 2013, nghề làm nhang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh công nhận là nghề truyền thống. Gần đây nhất, vào ngày 9 tháng 8 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề thủ công truyền thống, nghề làm nhang tỉnh Tây Ninh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có hơn 30 cơ sở sản xuất nhang, trong đó tập trung nhiều nhất là thị xã Hòa Thành và huyện Chi Minh Châu. Chính sự nhiệt huyết và tình yêu nghề, yêu giá trị truyền thống mà ông cha đã tạo dựng, vun đắp, nên nhiều người vẫn tiếp nối. Đây cũng là một phần không thể thiếu để đưa di sản văn hóa phi vật thể, nghề thủ công truyền thống làm nhang tại Tây Ninh tiếp tục được trao truyền tới thế hệ sau. Liên tục tại đường nghề mới sáng nay là những chương trình hay nổi bật sẽ có trên sóng TTV11 và các hạ tầng OTT của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua. Cách đây 79 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại, đập tan ách áp bức bóc lột của chế độ thực dân và phong kiến, giành lấy chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Thời gian càng lùi xa, giá trị, ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của cách mạng tháng 8 càng nổi bật, để lại những bài học vô giá cho cách mạng Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Phát huy hào khí mùa thu lịch sử, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát sóng lúc 6 giờ 50 phút thứ Bảy ngày 17 tháng 8 trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, Fanpage và phát sóng chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng ta đã đi qua 79 năm kể từ ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024. Các bậc tiền bối của cách mạng tháng 8 giờ không còn nữa, nhưng tinh thần của cuộc cách mạng tháng 8 luôn là một dấu ấn không thể nào phai mờ trong mọi người dân Việt Nam. Nhìn lại cả một hành trình dựng xây Tây Ninh, chúng ta đã đi qua những thời kỳ gian khổ và ác liệt. Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, Tây Ninh đã vượt khó vươn lên. Thành tựu hôm nay là công sức vun đắp của nhiều thế hệ người Tây Ninh trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành độc lập tự do dân tộc.
Kính mời quý vị đón xem chương trình Những vấn đề hôm nay phát sóng vào lúc 21 giờ 25 phút thứ bảy ngày 17 tháng 8 trên kênh TTV11 và các hạ tầng OTT của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. 2015 là năm đánh dấu sự đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và các dự án trọng điểm quốc gia. Nhiều công trình giao thông lớn như nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Những đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cấp nhiều tuyến đường trọng điểm, góp phần đẩy mạnh giao thương hàng hóa trong cả nước. Mời khán giả đón xem tập 81 của bộ phim tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình sẽ được phát sóng vào lúc 13 giờ hôm nay. Mụn trứng cá thực tế là một bệnh lý da mạn tính do sự bít tắc lỗ chân lông và tăng sinh của vi khuẩn P. acnes với các biểu hiện như mụn đầu đen, đầu trắng, mụn viêm, mụn mủ, mụn dạng nang nốt. Đây là một trong những bệnh lý da phổ biến nhất, chủ yếu xuất hiện ở lứa tuổi thanh thiếu niên và người lớn trẻ nhỏ. Mụn trứng cá không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe làn da mà còn ảnh hưởng. Điều trị mụn trứng cá là một quá trình khá phức tạp, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, không ít người lại mắc phải những sai lầm cơ bản trong quá trình này. Mời quý khán giả cùng đón xem chương trình Sống Khỏe 360 vào lúc 17 giờ 50 phút hôm nay với chủ đề Sai lầm hay mắc khi điều trị mụn trứng cá. Tách khỏi các bộ phận của mình, đi ra một khu vực nào đấy chỉ có một mình thôi để nhận nhiệm vụ mới. Dạ con biết rồi, con đại diện. Thôi, chỉ mình đội trưởng anh Trâm đi thôi, còn con ngồi đây với ba. Trong tập 134 của game show Cha Con Hợp Sức được phát sóng vào lúc 21 giờ 35 phút hôm nay trên kênh TTV11, tiếp tục là phần tranh tài của ba cặp cha con được khán giả yêu thích nhất tại tỉnh Ninh Thuận. Nhiệm vụ 1, trong 15 phút cha bị bịt mặt nhặt trái cây theo hướng dẫn của con. Nhiệm vụ 2, cha và con đi tìm cặp pin để nghe nhiệm vụ của mình trong máy cassette. Phim đang chiếu là phim Sóng Gió Cuộc Đời của hãng Lasta. Thì đó là lần đầu tiên em đóng một cái vai dạng là một cái vai lớn á, mà xuất hiện liên tiếp 10 tập luôn, sau đó là chết ngắt lên bàn thờ ngồi. Nhưng mà tự nhiên được liên tiếp 10 tập đó anh. 10 tập ta nhớ. Đó, cái người ta nhớ cái tôi đã quá. Vậy là thấy vui rồi. Ôi vui quá, hạnh phúc quá. Đạo diễn diễn viên Huỳnh Đông lần đầu tiên được khán giả phát hiện ngoài đời, anh cảm thấy rất vui và vô cùng hạnh phúc. Mời quý khán giả đón xem chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu được phát vào lúc 20 giờ 25 phút hôm nay. Đây cùng MC Đại Nghĩa đến với những chia sẻ về niềm hạnh phúc khi được làm nghề của diễn viên Huỳnh Đông. Một số bạn độc giả sau khi thưởng thức cuốn sách Rơm Rạ Lắm Lem có thể thấy mình thật may mắn khi sinh ra vào thời điểm mà chưa xuất hiện smartphone, internet, lại được lớn lên từ làng quê nên mọi thứ rất yên bình. Buổi sáng thức dậy đã nghe dàn âm thanh của chim trời, của lũ gà trống gáy rền vang, lũ heo kêu en ét và vô vàn âm thanh của gió đang reo đùa trong tầng lá xanh tươi. Có những buổi sáng chương trình kết nối tri thức phát trên kênh FM tần số 103.1 MHz và Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 20 giờ 20 phút hôm nay đăng tải trên YouTube Tây Ninh TV Audio giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách Rơm Rạ Lắm Lem. Cuốn sách như một làn gió mang hương hoa cỏ giúp cho bạn đọc tìm thấy mùa hè trong tuổi thơ của mình và sẽ nhớ về những ngày xưa trong trẻo, mang mát. Bayern Munich chuẩn bị bước vào mùa giải 2024-2025 với mục tiêu tìm lại vinh quang và riêng Harry Kane cũng quyết tâm có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Harry Kane đến với Bayern Munich vào mùa hè năm 2023. Đội luôn có ít nhất một chức vô địch mỗi mùa trong 11 năm qua. Tuy nhiên, anh lại bất ngờ trắng tay với hùm xám. Hiện tại, Bayern đã có những bước chuẩn bị cuối cùng cho mùa giải mới dưới thời tân huấn luyện viên Vincent Kompany. Mùa giải trước, Harry Kane đã ghi tổng cộng 44 bàn thắng, có 12 pha kiến tạo sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường. Người hâm mộ đang kỳ vọng tiền đạo người Anh sẽ tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng và có chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp. Để hướng tới mùa giải mới, tiền đạo người Argentina Paulo Dybala cũng đang chuẩn bị có bến đỗ mới. Tiền đạo Paulo Dybala chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ Al-Qassia của Ả Rập Xê Út
AS Roma sẽ nhận 15 triệu euro cho thương vụ này. Tiền đạo người Argentina sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng đến từ Ả Rập Xê Út. Các bên đều đã chấp thuận nên thương vụ này chỉ còn chờ công bố. Tiền vệ kỳ cựu Marco Reus vừa chính thức ra mắt đội bóng mới Los Angeles Galaxy. Tiền vệ người Đức ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với đội bóng giải nhà gây Bỉ. Trước đó, Reus rời Dortmund sau khi hết hạn hợp đồng. Xin chào buổi sáng quý vị khán giả. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng dông sét và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 35 độ. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông trong khoảng từ 0.40 cho đến 0.45 m. Thưa quý khán giả, nấm rơm là một loại nguyên liệu giàu chất dinh dưỡng và được chế biến đa dạng trong mọi bữa ăn. Nấm rơm chứa nhiều canxi và vitamin D có lợi cho sự phát triển của xương. Canxi và vitamin D đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của xương và giảm nguy cơ các vấn đề về xương như là loãng xương và còn cung cấp một hàm lượng chất sắt cần thiết giúp tránh các nguy cơ thiếu máu. Tuy nhiên thì quý vị không nên tiêu thụ quá nhiều nấm rơm vì khi đó quý vị sẽ đối mặt với một số tác dụng phụ như là rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn. Ngoài ra nếu ăn nấm rơm quá mức kiểm soát có thể xuất hiện các tình trạng dị ứng bao gồm như là nổi mề đay, khó thở, sưng họng, lên cơn hen suyễn và các triệu chứng khác trên tiêu hóa. Và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích cho quý vị. Quý vị thân mến, thời lượng của chương trình Tây Ninh Ngày Mới xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.